Đó, mình lên Công đảo mình vô chùa. Vô chùa. Thơ là cúng nước. Không? Công đảo. Nghe cậu ở trong kho. Cô lại lấy nước cúng Phật đó cô. Lấy nước ở bên đá đó. Đem qua đây cúng Phật đó. Ủa thỉnh nó đem đâu cúng gì á chị nha. Dạ. Cũng nó tha thỉnh đem đâu cúng. Em đem về. Trà lá bói. À, bà con uống tự nhiên ha. À, nước. Rất đẹp, nước, rất ngon. Ha, nước ha. À. Đây còn đây là hạt é. Hạt é. Ừ, hạt é rất là ngon. Rồi, đây, đây bên này nữa chị. Đây là chè. Chè làm sao? Không. Đó. Chè rất là ngon luôn. Đậu xanh. Đậu xanh hả? Chị thấy ngon không? Ngon. Ngon rồi tắt đi chị. Ngon rồi tắt cái này chị. Thấy ngon. Ngon lắm á. Rồi ngon lắm. Chua ngon lắm á. Rồi. Ăn được phước. Cái này nó thiệt nha, không cho dù không ngon. Cắt cái gì? Rồi. Nè, quay tôi ăn hay không? Đó, nhường ăn nhất không? Chị em đu, chị thì đu em. Giờ từ chị qua rồi đi dựng rồi chắc ăn 100% tao đu. Bây giờ ở dưới lên phải trời. khỏe cứ nói khỏe là lên à. Khỏe quá lên đó là quốc đi chè nó é là thôi. À, cả nhà mình lên cứ nói khỏe là đi tới đâu cũng tới hết. Dạ khỏe. Đúng rồi, khỏe. Bây giờ mà con lăn xuống con lăn được khỏe hơn. Ờ, khỏe. Đó. À, mình ra tới cái này nha. Đó. À, có đoàn mình đi xuống giờ đi xuống rồi nha, khỏe quá rồi. Đây chị Nga đẹp trai, chị Nga đây. Khỏe nha. Ok lắm bố anh. Đó.
làm đi phè chè rồi lúc đầu là khỏe. Dạ rất khỏe. Khỏe. Không là khỏe. Khỏe mới vậy á. Khỏe. Đó cô kia bố bầu kìa. Không về bố bầu. Trời ơi gặp con là dưỡng tám con kêu em lên cổng. Cổng giờ chắc chết luôn quá. Cô Lâm, cô Lâm kìa. Lấy mồ hôi mẹ, mồ hôi con người ta nó đang tuôn tập. Tuôn ra. Bây giờ trước mình đi tới công đảo nha, ngoài biển rồi đó mấy cái hòn đó, cái bàn quá đẹp. Ừ. Cây cối đường xá đi ra đây mình mướn xe mình chạy theo mấy cái đảo. Ừ. Này là Côn Đảo nha. Cái bàn hả? Cái tượng hết bằng tay. Bên tay phải chính là tấm bia vợ chồng tỉnh trưởng Tăng Tư Lập cho chị Võ Thị Sáu.
Lại lon hả? Chở nhiều. Chở nhiều. Rồi để nói chị điện nha không? Chị đang cạp chuyện chị ở bên Côn Đảo nha không? Chị đang ở bên Côn Đảo. Rồi. Đi vô coi mấy cái hình nè. Vô có thuốc cúng không? Cô Ba Đôn. Vô coi có thuốc lá không cúng mấy ổng. Dạ chỗ đó. Cái chỗ đó đó. Nè. Mỗi mà ông hai mà ông nè. Salim.
bà giờ mới tới bà. Giờ đi đâu? Dạ. Đó, đi ra nhà nhà ăn nè, bên bên tường. Đoàn đi tham quan. Salim. Gốc cây nè. Nằm ở bên đây. Đây tổng là ngay vị thả điểm. Hai bọn khỏi làm việc ra đây. Là nơi mà được dân bắc cũng như là quy định dùng để ra chỉnh những bài tổ nào định cho là quy định hoặc là quy định không phải bị bắt lạc. Có một điều khác biệt là tất cả những người bị phạt nằm hiện ra sẽ bị cộng thêm hai mô hình bên phải. Người ta rất là cơ và đi về trên cùng tài chủ. Cơ được vào, cơ được hoàn hảo kiểm tra. Cô lạc bộ. Rồi chúng ta nghĩ là sẽ có hai lần kiểm tra. Việc tâm lương và kiểm tra. Khách không học kiểm tra năng. Trong chất mắc dây học kiểm tra năng. Học đơn đang là từ 1 đến 2. Học đôi đang là từ 4 đến 1. Nhưng mà khi bước vào cổ cả năng, tôi học kiểm tra năng. Kêu nó chở một bao 25kg gạo 22.000 đi, 550 bao gạo ngon, cơm dẻo mà gạo đó đẩy. Thôi, trời ơi, ăn 10kg là ăn hết được á. Ồ, ít nấu lắm. 10kg là nhiều, tới kêu 5kg á. Bởi nấu cơm lắm. Ờ, vậy nói thôi. Chở một cái loại mà 10 mấy ngàn thôi, 10 mấy ngàn á. Trời ơi bà ơi, ăn có nhiêu đâu. Nấu gạo, người ta gạo đó nấu không có thiêu cơm ngon lắm. Rồi. Lúc vô á, vô cái chạy tụi con đảo ở bên tay phải á, là cái phòng không à, phòng tượng trưng không à, sự tích đó, sự tích. Bây giờ người ta đi vô, người ta tham quan rồi.